một người về trong sầu vơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ấy. Để rồi bao đêm ngồi trong trong mong mưa bóng anh dấu yêu quay về đây, cuộc tình xa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về dù thương giống đến lắm. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một thớt dàn mini của hãng Đờ Nông. Đây là một cái thớt khá là danh tiếng, dòng thớt máy đứng của Đờ Nông, tên mã rút gọn là V33. Đây là một cái phân khúc dàn mà được hãng nó xếp vào tầm trung. Đủ bộ của nó thì nó bao gồm hai cái loa đi theo là dòng loa hai đường tiếng bát 12 check dome. Loa bát là màng carbon gân cao su và công suất nó ghi là 50W một thùng, trở kháng 6 ohm. Khi em lên cái thớt này là cũng bán nó với tư cách của một cái âm ly nhỏ và một cái thiết bị nghe radio FM 108. Như em vừa mới nói vừa rồi thì là cái thớt dàn này nó có khả năng tương thích tốt với những cặp loa có đường kính màng tầm 12 cm đổ lại. Loa có trở kháng từ 6 đến 8 ohm và công suất ghi phía sau tầm 50W một thùng đổ lại nha, là sẽ có khả năng tương thích cao với cái thớt này. Chúng ta vừa mới nghe một cái đoạn ở nhạc ở đường line in out x, và trên cái ngõ này em bắt buộc phải bao chạy tốt. Với cái thớt này em bán nó có hai tính năng em bao chạy tốt, đó là đường line in out x và radio FM 108. Bây giờ anh em chúng ta sẽ test từ từ dần dần. Trước khi test thì em xin nói thế này. Bộ Đờ Nông V33 được ra mắt vào năm 2001 với cái giá bán lẻ đề xuất là 85.000 yên. Nó tương đương vào khoảng 16 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Đối với một bộ dàn mini mà có cái giá 16 triệu đồng thì nó cũng không phải là hạng tầm phào. Chính vì thế là mặt của thớt dàn nó được dát nhôm. Và trên cái thớt này thì nó chú trọng nhiều đến khoản DMD. Nó có đến 2 ổ DMD với cái ổ ở giữa vừa phát vừa ghi, ổ bên trên chỉ phát. Bên phần CD thì nó bao gồm một cái khay với có thể đút được liền lúc 3 cái đĩa. Là một cái sản phẩm được định hình ở phân khúc tầm trung thì ngay như là cái đường rắc AUX phía trước và cái lỗ phone này nó được mạ vàng, mặt được dát nhôm nha. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ test một đoạn đĩa CD. Em có bỏ vào đây một cái đĩa, nó đang ở khay 1. Chúng ta sẽ test một đoạn đĩa CD. Nãy nó ra là ra khay số 2 đi ạ. Để em thao tác lại. Cái dòng cơ CD này nó cũng khá là phức tạp vì nó là cơ xếp lớp. Do vậy dù nó có chạy hay không ý, thì em cũng coi là nó hỏng rồi để tránh những khiếu nại không đáng có. Em mở luôn bài 4 này.
tiếp này. Mắt CD em thấy còn ngon đấy ạ. Em có tháo ra làm vệ sinh thì thấy là hệ thống cơ mắt là mắt 213. Mà mắt 213 thì là một trong những dòng mắt dễ kiếm, dễ sửa nha. Bây giờ anh em chúng ta sẽ test đến khoản ổ đĩa em đi. Chúng ta test cái ổ giữa trước. Ổ ở giữa là ổ 1, MD1 thì nó vừa cho phép phát, vừa cho phép ghi. Em bán ra có kèm theo một cái remote học. Thì cái nút YouTube TV này là cái nút play bên phần ổ 1 DMD. Nút này là nút tăng bass này. Em nghĩ là cái thớt này đời chủ cũ người Nhật, nó cũng bỏ lâu không xài, chắc phải đến chục năm rồi. Do vậy là có khá nhiều những cái phím ở đây, những cái nút ở đây bấm nó bị loạn. Chúng ta bấm một kiểu thì nó lại ra một kiểu khác. Chúng ta bây giờ sẽ test đến cái ổ MD số 2. Đây là cái nút function để thay đổi các chế độ. Riêng cái bên ổ 2 này thì trên cái remote thì nó không có, chúng ta vặn ở đây. Để chạy ổ 2 chẳng hạn thì chúng ta cứ ấn vào phím số 1 chẳng hạn thì nó sẽ hát từ bài 1. Bây giờ em sẽ mở đến khoản radio. Cái nút bên dưới nút YouTube TV, nút Net TV này là chuyển về đường CDR tape, tức là đường bông sen phía sau. Đó. Cái nút Home app này là chuyển về đường AUX phía trước mặt này. Đó. Cái thớt này nó có một cái giao diện để chỉnh bát chét, phải nói là tương đối là rối rắm, nó khó đấy ạ, không dễ đâu. Trước tiên em hãy chuyển về radio đã. Chúng ta ấn vào cái nút tách ở đây để chuyển về nghe radio và dò sóng bằng hai nút PCH liền xuống này. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền. Đó, dò sóng này. Là căn bệnh rất phổ biến ở nam giới cao tuổi. Tuy nhiên đa số người bệnh lại chưa chú ý để điều trị kịp thời, dẫn đến tình trạng bệnh nặng. Bây giờ thì em cũng muốn làm video ngắn lắm, nhưng mà dù sao ấy, em cũng muốn giải thích một chút về cái khoản đó, cái phím bấm ra đĩa của bên ổ 2. Có đôi khi bấm nó không được nhạy lắm. Bây giờ em sẽ cho cái đĩa, một cái đĩa MD, và em sẽ tặng bác khách nào đấy mua cái thớt này một cái đĩa MD nha. Em sẽ hướng dẫn này để chỉnh bát chét ở trên cái thớt này, nó khá là rối rắm. Chúng ta ấn vào cái nút menu này. Đó, khi mà cái nút này bấm nó cũng không được nhạy lắm, nói trước cho bác nào mua biết được tinh thần. Khi mà nó hiện ra chữ clock như vậy thì chúng ta sử dụng cái hàng phím 4 chiều, nút OK và nút Exit ở đây để chúng ta điều chỉnh những tham số. Ví dụ như là em ấn nút xuống này,
nó hiện chữ Edit Mode. Ấn tiếp. Về cái chữ, ví dụ như muốn chỉnh bát check, chúng ta ấn vào nút Sound này. Về đúng cái chữ Sound này, ấn OK. Thì nó hiện chữ Bass Level, chúng ta ấn OK. Muốn tăng giảm bát, ấn hai nút trái phải này. Đó. Sau khi chỉnh xong, ấn OK. Nó hiện chữ Check Level, chúng ta ấn OK. Muốn tăng giảm, ấn hai nút này. Đó. Sau khi chỉnh xong, ấn OK. Đó. Và ấn nút Exit để thoát ra. Thế thì muốn xóa đĩa thì làm thế nào? Đây là một cái thao tác khá là khó. Em chính em không nhớ đâu, nhưng em sẽ cố gắng hướng dẫn này. Từ chữ Sound này chẳng hạn, chúng ta ấn nút xuống đi. Cứ ấn. Hình như ở Edit Mode, ấn OK. Nó hiện chữ Denemin. Ấn nút sang phải cái coi. Sang phải phát nữa. Nó hiện chữ ALL Erasi. Nó hỏi có xóa hết cái đĩa này không? Chúng ta ấn OK. Nó hỏi lại lần nữa có xóa thật không? Ấn OK. Nó hiện chữ Complete, đã hoàn thành. Nhưng cái quá trình hoàn thành này thì nó là về mặt lý thuyết thôi. Chúng ta muốn cái đĩa này được xóa thật sự thì chúng ta phải ấn nút Eject ở cái ổ 1 này. Lúc này thì tia laser nó mới chiếu lên để xóa sạch những cái bit, những cái vẹt đã từng ghi vào cái đĩa MD này. Đó, khi nó nhè ra thì chúng ta mới có một cái đĩa MD trắng thật sự. Như vậy cái đĩa này trắng tinh nha. Em tặng bác khách nào khi mà mua cái thớt này, cái đĩa. Em xin nhắc lại, ở trên cái sản phẩm này có hai tính năng mà em bao chạy tốt. Một là đường line in aux và hai là radio FM. Ngoài ra không bao thêm gì cả. Có tặng thêm cái đĩa MD. Bây giờ các bác chờ em chút để em quay về phía sau. Vâng, đây là phần đít phía sau. Và cái thớt dàn này nặng chết khiếp các bác ạ. Nó nặng 8,8 kg. Như các bác đã biết, cái con âm ly huyền thoại Pioneer 7825 mã nó nặng 9,7 kg. Còn thớt dàn này của chúng ta nó nặng 8,8 kg. Nó nặng gấp rưỡi so với những cái thớt dàn mini thông thường. Một cái điểm hay ở trên cái thớt này, đó là ngoài cái đường CDR tape in thì nó còn có đường out, đường xuất bông sen ra. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các bác hoàn toàn có thể lấy tiếng ở cái đường out này, dẫn nó vào hệ thống âm ly lớn và loa lớn của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tận dụng được cái thớt dàn này, nó sẽ thay thế một cái đầu đĩa CD và nó sẽ thay thế được cả một cái đầu đĩa MD nữa. Và đồng thời là có luôn FM 108, nó sẽ xuất ra đường này nha. Ngay bên dưới là đường dẫn ra loa xúc điện. Ở đây là kẹp để đấu anten nghe sóng chung, và đằng này là đường đấu anten nghe sóng FM. Ở đây là kẹp để đấu dây loa, nó có khả năng tương thích tốt với loa có trở kháng từ 6 ohm trở lên. Và đánh tốt những cặp loa có đường kính bát từ 12 cm đổ lại và có công suất ghi phía sau loa, sau thùng loa là tầm 50W nha. Và đây là thông số Denon DXVW33, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 48W, Made in China, số seri có đuôi 6149. Theo đúng thông số của nhà sản xuất thì cái thớt dàn này nó cho ra công suất thật, công suất thật nhé, là 20W cho một cọc loa này ở trở kháng 6 ohm. Em có tháo ra kiểm tra và thấy nó đánh hai con IC công suất độc lập, đánh hai con IC công suất riêng biệt. Thế mạnh của cái thớt Denon VW33 này đó là âm bát. Đó, bởi vì loa zin đi theo của nó ấy, là loa bát 12 màng carbon gân cao su. Mà các bác biết rồi, với những thể loại mà carbon gân cao su ấy thì bao giờ nó cũng cho một cái âm bát hết sức là ấn tượng. Chính vì thế là nhà sản xuất người ta cũng đã cố tình tạo ra một cái tầng công suất đủ mạnh, đánh hai con IC riêng biệt và có thêm cái mạch tăng cường âm bát. Ở trên cái remote của chúng ta rất may mắn là nó có cái nút đấy. Khi có cái nút này
thì chúng ta nghe nhạc ở mức âm lượng cực nhỏ, chúng ta vẫn có thể đôn được cái âm bát lên ở mức cực đại. Ngoài ra chúng ta kết hợp thêm với cái mạch chỉnh bát chép của thân gian nữa, thì nó sẽ làm hài lòng tất cả những bác yêu âm bát sâu, nặng, mềm và nó đậm chất đờn ông. Đây, cái nút này là nút tăng cường âm bát này, nó sẽ hiện cái chữ SDB ở đây. Khi chúng ta nghe nhỏ, chúng ta ấn cái nút này lên ấy, thì âm bát nó rất khá đấy ạ, sâu, nặng. Em nghĩ đây là một cái thớt dàn đờn ông máy đứng hết sức là đáng chơi. Đừng có nhìn thấy chữ Made in China ở phía sau mà cho rằng nó của Trung Quốc. Khi em tháo ra không có bất cứ một thành phần linh kiện nào của Trung Quốc cả. Những thành phần linh kiện trong máy toàn là những thứ tốt nha, và chất lượng linh kiện là còn tốt, sáng sủa, máy sạch sẽ, sáng sủa. Giá thì em đã đề ngay ở tiêu đề video rồi. Phía bên trên này các bác nhìn thấy nó lam nham, đây không phải là cái gì đâu mà nó là vẹt băng dính nha. Băng dính đi ạ. Em chưa có dầu hôi, em chưa lau đi được. Một cái thớt dàn nặng y 8,8 kg, một cái chất âm hết sức là mềm mại, đặc trưng, nghe lâu không bị đau đầu, không bị chói như kiểu những cái thớt mini của những hãng khác. Đàn ông xưa này nó có một cái chất rất chi là riêng mà tất cả những bác mà đã chót bập vào ấy rất khó mà dãy ra được. Phần trình bày và tiếp thị cật lực của em đến đây xin phép được tạm dừng, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái thớt này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.